Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đã được cảnh báo về các vấn đề sản xuất gây ảnh hưởng đến vaccine Johnson Johnson. Vaccine Vector Virus được phát triển bởi công ty con của Johnson Johnson là công ty Johnson Pharmaceuticals đã được Bộ Y tế Canada cho phép là an toàn và hiệu quả. Canada đã đặt hàng trước 10 triệu liều vaccine. Đây là loại vaccine đầu tiên và duy nhất trong chương trình vaccine của Canada mà chỉ yêu cầu một liều. Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada vẫn chưa có ngày xác định khi nào nước này sẽ nhận được những chuyến hàng đầu tiên. Thủ tướng Trudeau cho biết, chúng tôi đã nghe thấy trong nhiều cuộc trò chuyện với Johnson Johnson rằng có những thách thức xung quanh việc sản xuất vaccine Johnson, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với họ và mong nhận được thuốc càng sớm càng tốt. Việc triển khai vaccine của Canada đã được đẩy mạnh trong tháng này, sau việc giao hàng bị chậm lại vào tháng 2, Cần 1 triệu liều vaccine Pfizer và AstraZeneca đã được giao vào tuần trước, và 910.000 liều Pfizer và Moderna sẽ đến trong tuần này. Canada đã mất 67 ngày để tiêm vaccine cho 1 triệu người đầu tiên, sẽ mất chưa đến 1 phần 3 thời gian đó để tiêm chủng cho 1 triệu người nữa. Tính đến trưa thứ ba, có hơn 1 triệu 900.000 người Canada hiện đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Johnson Johnson vẫn chưa xác nhận với Canada nơi mà vaccine của họ sẽ được sản xuất. Công ty này đang sản xuất vaccine ở Mỹ và châu Âu. Hoa Kỳ không cho phép xuất khẩu vaccine được sản xuất ở đó cho đến khi công dân nước này được tiêm chủng đầy đủ, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra vào cuối tháng 5. Các vấn đề sản xuất của Johnson Johnson cũng đang ảnh hưởng đến châu Âu và Hoa Kỳ. Một số quốc gia châu Âu nơi vaccine chưa được cấp phép cho biết họ không mong đợi sẽ có nhiều vaccine vào tháng tới như kế hoạch ban đầu. Sanofi, công ty Sanofi đã ký hợp đồng để giúp sản xuất vaccine ở châu Âu và tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông báo công ty Merck cũng sẽ giúp sản xuất vaccine này ở Hoa Kỳ. Hướng dẫn cho người Canada đã tiêm chủng sẽ chỉ được phát triển khi an toàn các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng sẽ cần được phát triển vì ngày càng nhiều người Canada được tiêm chủng chống lại COVID-19 nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được tới cột mốc đó, bác sĩ hàng đầu của Canada cho biết. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, các biện pháp sẽ thích ứng khi an toàn dựa trên bằng chứng khoa học đang phát triển và lời khuyên của chuyên gia. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ hôm thứ hai đã công bố hướng dẫn mới cho những người được tiêm chủng nói rằng họ có thể gặp gỡ trong nhà theo nhóm nhỏ một cách an toàn mà không cần đeo khẩu trang. Các khuyến nghị cũng nói rằng những người đã được tiêm chủng có thể tụ tập với những người được coi là có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp, chẳng hạn như trong trường hợp ông bà được tiêm phòng đến thăm con cháu khỏe mạnh. Bà Theresa Tam nói, "Chúng ta có sự lây truyền cộng đồng đáng kể vào lúc này, mặc dù mọi thứ đã được cải thiện." Chúng ta không biết các biến thể sắp xảy ra như thế nào và liệu chúng ta có thể kiểm soát mức độ lây lan của chúng hay không, đồng thời việc tiêm chủng đại trà mới chỉ bắt đầu. Nhưng chúng ta luôn phải thận trọng ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Bà Tham nói thêm, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu hiệu quả của vaccine chống lại các biến thể khác của coronavirus và liệu các mũi tiêm có tác động đáng kể đến khả năng lây truyền hay không. Nói cách khác, không hoàn toàn rõ liệu những người đã được tiêm vaccine vẫn có thể lây bệnh cho người khác hay không? Đó là lý do tại sao bà Tam và cơ quan CDC Hoa Kỳ cho rằng những người đã được tiêm vẫn nên tiếp tục đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn ở nơi công cộng. Tại tỉnh Alberta, các nhóm tiếp theo đủ điều kiện tiêm vaccine có thể bắt đầu đặt hẹn lúc 8 giờ sáng thứ tư. Chính phủ tỉnh Alberta đã đưa ra lời nhắc nhở rằng nhóm tiếp theo đủ điều kiện sẽ có thể bắt đầu đăng ký chủng ngừa COVID-19 vào sáng thứ Tư. Hai nhóm đủ điều kiện nhận vaccine Covishield AstraZeneca là những người Alberta sinh năm 1957 và tất cả những người bản địa sinh năm 1972. Những người trong các nhóm này có thể đặt lệnh hẹn tiêm chủng bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Tư. Người dân Alberta sinh năm 1957 sẽ có thể đặt lịch hẹn bằng cách sử dụng công cụ đặt lịch hẹn trực tuyến của Dịch vụ Y tế tỉnh Alberta AHS hoặc gọi cho HealthLink theo số 811. Những người dân thuộc nhóm bản địa sinh năm 1972 có thể đặt lịch hẹn chỉ bằng cách gọi cho 811. Tùy thuộc vào nguồn cung cấp vaccine, những người dân Alberta sinh từ năm 1958 đến năm 1971 sẽ có cơ hội đặt lịch hẹn trong những ngày tới với việc triển khai mở rộng cho từng năm sinh. Bộ Y tế Alberta khuyến nghị tiêm vaccine Covishield AstraZeneca cho những người từ 18 đến 64 tuổi ít có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Các liệu ban đầu sẽ không có tại các hiệu thuốc. Cơ quan Y tế Alberta AHS cho biết công cụ trực tuyến và số điện thoại 811 có khả năng kết hợp để đặt khoảng 5.000 cuộc hẹn mỗi giờ. Vắc xin COVID-19 được phát triển tại Đại học Alberta sử dụng công nghệ mới đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Giáo sư Đại học Alberta John Lewis, cũng là giám đốc điều hành của Anthos Pharmaceuticals, đã gửi một loại vắc để thử nghiệm thêm đến Trung tâm Vắc Canada ở Halifax, một bước tiến để được sự chấp thuận của Bộ Y tế Canada Vắc xin COVID-19 sản xuất tại Alberta sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 của Bộ Y tế Canada với mục đích chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 2 lớn hơn vào cuối mùa xuân để kiểm tra hiệu quả của nó. Không giống như các vắc xin khác dựa trên RNA thông tin mRNA, phiên bản Anthos dựa trên DNA. Nó sử dụng DNA được thiết kế để kích thích phản ứng từ hệ thống miễn dịch thay vì tiêm một dạng virus đã suy yếu vào cơ thể. Theo giáo sư Lewis, trong khi công nghệ của vaccine Antos tương tự như trong biến đổi của vaccine Moderna và Pfizer là vaccine mRNA, có một số nhược điểm mà vaccine dựa trên DNA này không có. Giáo sư Lewis cho biết, RNA là một phân tử không ổn định và những loại vaccine đó yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ âm um 80 độ C. Đó là một thách thức thực sự để mở rộng quy mô sản xuất và sau đó phân phối vaccine đến bất cứ nơi nào trừ các khu vực thành thị. Vaccine của Antos ổn định hơn và có thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường trong hơn một năm. Giáo sư Louis cho biết nhóm nghiên cứu đang hy vọng vaccine sẽ phát huy tác dụng chỉ sau một liều duy nhất cho đến nay, vaccine đã được thử nghiệm trên động vật để kiểm tra khả năng phát triển các kháng thể trung hòa và phản ứng của tế bào T để có khả năng miễn dịch lâu dài chống lại virus SARS-CoV-2. Vaccine Anthos được sản xuất tại cơ sở sản xuất liệu pháp tế bào của tỉnh Alberta ở Edmonton thuộc Đại học Alberta. Cơ sở mở cửa vào năm 2016 để giúp phát triển các liệu pháp dựa trên tế bào. Nó hợp tác với công ty Anthos vào mùa hè năm 2020. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Lewis đang nghiên cứu một phương pháp di truyền đối với thuốc điều trị ung thư khi họ chuyển hướng nghiên cứu sang phát triển một loại vaccine cho COVID-19 khi bắt đầu đại dịch. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 9 tháng 3, Canada báo cáo thêm 2.826 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 893.518, trong số đó có 30.092 ca còn bệnh, đã có hơn 841.000 ca phục hồi. Số ca tử vong hiện là 22.304. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.185 ca nhiễm Covid-19 mới vào thứ ba hôm nay và thêm 6 ca tử vong. Số ca nhập viện với Covid-19 hiện là 689 người, với 290 người đang được chăm sóc đặc biệt. Các ca nhiễm mới báo cáo hôm nay bao gồm 343 ca ở Toronto, 235 ca ở vùng Peel và 105 ca ở vùng York. Tỉnh Quebec báo cáo thêm 650 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 12 ca tử vong. Số ca nhập viện là 576 người với 110 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 6 ca tử vong và 255 ca nhiễm mới. Số ca nhập viện là 263 người, với 37 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh BC báo cáo thêm 550 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Một đợt bùng phát COVID-19 mới đã được công bố tại Trung tâm Chăm sóc Cottonwoods ở khu vực y tế nội địa của tỉnh BC, nơi nhân viên và người dân đã được tiêm vaccine. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh BC đã xác nhận trên trang web của mình rằng 82% cư dân đã được chủng ngừa tính đến ngày 15 tháng 2 có 2 nhân viên và 10 cư dân đã có kết quả dương tính tại cơ sở chăm sóc dài hạn Cottonwood ở Kelowna. Tổng số trường hợp liên quan đến biến thể COVID-19 ở tỉnh BC hiện là 394 trường hợp. Cho đến nay, hơn 333.000 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở tỉnh BC. Nhân viên y tế của tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry, cũng báo hiệu việc nới lỏng một số hạn chế của tỉnh có thể sẽ diễn ra trong những tuần tới. Đặc biệt là về các quy định xung quanh các nghi lễ tôn giáo và thể thao. Tại các tỉnh vùng Paris, Manitoba đã báo cáo 66 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong. Các quan chức y tế cho biết 13 trong số những ca mới đó đã được xác định là các biến thể đáng lo ngại. Tại tỉnh Saskatchewan, các quan chức y tế báo cáo thêm 113 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong. Tỉnh đang nới lỏng một số hạn chế cho phép nhóm tụ tập trong nhà lên đến 10 người và tăng sức chứa cho các buổi thờ phượng. Một nhà dịch tễ học ở tỉnh cảnh báo không nên dỡ bỏ các hạn chế quá nhanh, chỉ ra rằng tỉnh này vẫn có tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày trung bình, cao nhất trong số các tỉnh bang trong 7 ngày qua. Tại khu vực Đại Tây Dương, tỉnh Nova Scotia có 5 ca nhiễm mới, Tại Prince Edward Island không có ca nhiễm mới nào trong thứ ba hôm nay, nhưng Giám đốc Y tế Công cộng của tỉnh cho biết bà vẫn lo ngại về tình hình COVID-19 của tỉnh. Ở cả Newfoundland và New Brunswick, các quan chức y tế đã báo cáo một ca nhiễm mới ở mỗi tỉnh.